Hello, xin chào. Hôm nay tiếp tục phản biện comment những tín đồ energy. Đầu tiên, Bình Phan, Phương Thơm xấu tính, ai đã tham gia energy thì tự biết, quá tội nghiệp cho Phương Thơm. À, suốt ngày chỉ muốn đi nói xấu energy. Trời ơi, tấm chiếu mới tội nghiệp thiệt. À, cái vụ nói Phương Thơm xấu tính bỏ qua một bên. À, cái tính thì nó cũng tùy người. À, có những người người ta hợp gu với nhau á thì người ta kêu tốt. À, có những người không hợp gu á thì họ kêu xấu. Cho nên cái vụ mà nói tính xấu hay tốt á, nó không thể dựa vào những cái người có cái level thấp đánh giá được, mà phải dựa vào, nó gọi là cái gì, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Mây của tôi với mây của bạn nó khác tầng nhau. Tầng của bạn thấp hơn tầng của tôi thì bạn không hợp với tầng mây của tôi, đó là điều bình thường. Không phải là vì bạn tầng của bạn thấp hơn, bạn với lên tầng của tôi không được, bạn quy kết cho cái tầng ở trên nó xấu hơn, không đúng. Mỗi một người có cái tính cách khác nhau và hợp gu với một người khác nhau. Không phải bạn có thể hợp được tất cả tính nết của mọi người trên thế giới, mà bạn cũng chỉ lựa được vài người hợp với tính nết của bạn mà thôi. Cho nên điều đó không có nghĩa rằng tất cả mọi người trên thế giới tính nết đều xấu bạn nhé. Rồi, cái câu tiếp theo, ai đã tham gia NLG thì tự biết. Đấy, tôi đã tham gia NLG nè, và tôi cũng tự biết nè. Chứ đâu phải tôi không tham gia đâu mà tôi nói bừa. Nha, tôi tham gia rất khoa học. Chính bạn nói nè, ai đã tham gia NLG thì tự biết. Đúng rồi, tôi đã tham gia NLG, cho nên tôi tự biết. Hiểu chưa? Bạn nói đó, câu này là bạn nói đó. Nha. Quá tội nghiệp cho Phương Thơm. Trời ơi, lại thêm một người vô tội nghiệp hả? Đi vô cái clip tôi phân tích về định nghĩa tội nghiệp nha. À, đã nói rồi, đẳng cấp của chúng ta khác nhau thì sẽ không ăn rơ được với nhau. Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Bạn đi kiếm cái tầng mây của bạn đi. Bạn đừng có cố với lên cái tầng mây của tôi để mà yếu ra gió coi chừng ạ. Rồi, suốt ngày chỉ muốn đi nói xấu NLG. Ôi trời ơi, bạn coi có clip của tôi được mấy lần rồi hả? Tôi làm tới nay cũng khoảng gần 80 clip nha, thì tính ra cũng khoảng hơn phân nửa, chắc cũng cỡ 50 clip á là tôi nói tốt energy rồi, bạn nghe chưa hả? Rồi cái nữa, những cái clip sau này tôi cũng chưa nói xấu energy. Cái mà tôi đang nói ở đây là gì? Tôi nói những cái con người học energy, chứ tôi cũng chưa khẳng định energy xấu. Tôi đang lên án những con người học NLG. Và chính những con người học NLG nó mới làm cho hình ảnh NLG nó xấu. Trong đó có cả bạn. Cách bạn vô bạn nói thế này là chính bạn đang hạ thấp cái hình ảnh của NLG. Tự bạn làm NLG xấu. Tôi không cần làm cho NLG xấu. Tôi chỉ đang dạy dỗ lại những con người học NLG một cách mê muội mà không có trình độ. Tại sao tôi biết không có trình độ? Thể hiện qua cách nói chuyện. Người có trình độ không bao giờ nói như thế. Cái cách nói chuyện của họ là thể hiện cái trình độ của người ta rồi nha. Cho nên những cái người mà có trình độ thường thường họ cũng không thèm nói. Nếu nó không liên quan tới họ, họ cũng không thèm nói. Nếu cần nữa họ không thèm coi. Đó là người có trình độ đó. Còn một cái nhào vô đây đuôi co, giằng co từng ly từng tí thì càng thể hiện cái trình độ của bạn thấp hơn người ta. Mà có ngồi đó mà đi chê bai người khác. Suốt ngày chỉ đi nói xấu NLG. Nếu như bạn không vào đây nói nữa thì tôi đâu có cớ gì để tôi nói về NLG. Tôi đâu có cái gì bằng chứng để chứng minh cái thành quả, cái hậu quả của NLG. Hiểu không? À, cái việc mà bạn đang quăng pháo vào nhà tôi để tôi có cơ hội để tôi chứng minh những cái thành quả của NLG là tạo ra một cái thế hệ không có tốt đẹp gì mấy, như cái lời mà họ rao giảng. Hiểu không? Cho nên NLG đẹp hay xấu là phụ thuộc vào những con người học nó. Mình đi ra ngoài mình thể hiện thì mình phải nhớ đến mình đang đại diện hình ảnh cho NLG đó nha. Mọi hành động của bạn đều ảnh hưởng đến hình ảnh của NLG. Cho nên NLG nó xấu nó đẹp là do chính bản thân các bạn, chứ không phải do tôi. Tôi không có cái điều gì để tôi nói NLG nếu như các bạn không thể hiện vô trong đây để thể hiện, để phỉ báng, để sỉ nhục tôi nha. Coi lại nha, đó là cái bệnh loạn ngữ mà dân học NLG không có phân biệt cách sử dụng đúng, không biết phân định đúng sai nha.
Rồi, sau đó tiếp nó đi qua cái clip khác, nó rải bom truyền đơn, à cái này nó gọi là rải truyền đơn. Nó bảo bỏ qua trang của mụ này, quá xấu tính, mọi người đừng bao giờ xem trang này nhé. Đó, nó bảo người ta đừng xem, trong khi nó vẫn đang xem. Cái việc mà bạn đi vô bạn comment là bạn đang giúp cho kênh của tôi phát triển đó. Khi mà kênh nó phát triển rồi thì nó sẽ có thêm người tiếp cận vô đó. Hiểu không? Cho nên cái việc mà tốt nhất là bạn không muốn người ta xem á, là bạn đừng làm cho nó phát triển. Đó mới thể hiện người thông thái. Hay là do cái trình độ tin học của bạn cùi quá, cho nên bạn không biết cách. À, việc bạn đang tuyên truyền như vậy vô tình đẩy cái clip nó đi lên đó nha. Nó sẽ tiếp cận được nhiều người hơn và nhiều người sáng mắt ra đó. Việc NLG mà dạy bạn là phải tâm tính đồ này nọ, rồi phải yêu thương kẻ thù, rồi phải cảm ơn người nói xấu mình, trong khi tôi không hề nói xấu. Nhìn vô đây là thấy bạn đang là người nói xấu nè, bạn mới là người nói xấu người khác. Bạn học NLG và bạn đi vận dụng cái điều NLG dạy để bạn đi thực hành ngược lại hết. NLG dạy bạn cần phải bỏ qua hết nếu người ta nói xấu mình, trong khi bạn lại đi chính là người đi nói xấu người khác. Bạn gọi người ta bằng mụ. Trong NLG, khi mà bạn học NLG và bạn nói cái từ mụ là cái tâm của bạn nó cũng đang sôi sục á. Vậy thì bạn đâu có giữ được tần số mà sao bạn tập vẫn thành công vậy? Chứ một người mà cái tâm địa mà không có sôi sục thì họ không có dùng cái từ mụ đâu. Dùng cái từ mụ là nó tức lắm rồi đó, tức lắm, điên lắm rồi đó mới dùng cái từ mụ. Hiểu không? Bạn đang vạch áo cho người xem lưng á. Tiếp. Dung Phạm. Em à, hãy làm những công việc mình cho là có ý nghĩa và đúng sở thích. Không ai có nghĩa vụ phải hầu hạ cảm xúc của kẻ khác, ok? Đây là một thánh gì? Tưởng là đi vô dạy mình là phải làm cái việc gì có ý nghĩa. Đây là việc làm rất ý nghĩa. Em đang thay trời hành đạo để dạy dỗ những cái kẻ hồ đồ. Để làm chi? Để cho họ tỉnh ra. Họ không tỉnh đi chăng nữa thì ít ra dạy nhiều lần như vậy họ cũng nghĩ rằng cái hành động của họ phải có cái gì đó, họ phải suy nghĩ chứ. Chứ nếu không ai nói gì thì họ sẽ tiếp tục phát huy, họ sẽ vẫn tiếp tục phát triển những cái hành động xấu đó lên mạng, họ phỉ báng người khác, họ chửi bới người khác, họ kết tội người khác, họ vu khống người khác. Đó, cái điều mà NLG dạy tôi không đồng ý ở cái chỗ là gì? Nếu người đó xấu tôi sẽ dạy chứ tôi không cảm ơn. Người nào nói xấu tôi sẽ dạy lại chứ tôi không cảm ơn. Nha. Cho nên tôi khác NLG chỗ đó. Còn nói gì? Làm những việc có ý nghĩa hơn. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Dạy dỗ những người kém hiểu biết. Làm sạch không gian mạng. Nghề của tôi là dọn rác trên không gian mạng 10 năm nay rồi. Tôi đã dạy được biết bao nhiêu người, họ quay đầu là bờ rồi. Họ có nhiều người họ cũng tỉnh ngộ rồi. Nha, đó là việc làm ý nghĩa đó. Một cái hình thức là dạy miễn phí, từ thiện lớp học miễn phí, tiết giáo dục dân miễn phí để làm người. Ra đời đâu ai dạy cho đâu, nhà trường đâu ai dạy cho đâu, trong gia đình cũng đâu dạy đâu, thì lên mạng để tôi dạy cho nè. Đó là việc hết sức ý nghĩa. Đó, đối với tôi đây là một việc ý nghĩa nha. Rồi, và làm đúng sở thích. Cái này không những đúng sở thích mà còn đúng sở trường nữa. Người ta nói sở trường của tôi là phản biện. Đó, thấy chưa? Đi vô phán mà không hiểu dứt giáp gì chứ. Tôi đang làm một việc hết sức ý nghĩa mà lại đúng sở thích, mà lại còn hợp với sở trường. Thì chê chỗ nào? Chả phải bạn đang khuyên tôi là phải làm đúng sở thích, rồi ý nghĩa và sở trường. Đấy, tôi chứng minh đây là những cái việc làm ý nghĩa nè. Đây là việc làm đúng sở thích của tôi nè. Và cũng sở trường của tôi là phản biện nè. Thấy không? Vậy là bạn khuyên đúng rồi đó. Cho nên ha. Không ai có nghĩa vụ phải hầu hạ cảm xúc của kẻ khác. Tại vì cái trình độ của bạn thấp quá, cho nên bạn không có thấy được là cái việc mà tôi đang làm nó ý nghĩa cao cả như thế nào, nó có tác dụng như thế nào, nó có giá trị như thế nào. Mà ở đây bạn chỉ nhìn được là cái việc tôi đang hầu hạ cảm xúc của người khác. No! Người ta đang bị tôi dạy dỗ. Nó khác với cái chuyện hầu hạ cảm xúc. Coi mà không cảm nhận được hết cái ý nghĩa của nó thì bạn thật là đáng thương. Tiếp. Xì to Viettel. Đấy. Theo tôi, hãy không chấp người vô học. Tôi thấy chị là người thẳng thắn. Tôi đồng ý. Đừng nói nữa. Để mà nghỉ ngơi, nói nhiều đâu có hiểu.
À, việc bạn có đồng ý hay không đó là chuyện của bạn. Bạn có đồng tình hay tôi hay như thế nào, bạn có đồng ý kiến với tôi hay không, cái đó là chuyện của bạn. Còn bạn bảo tôi đừng nói nữa thì cái việc đầu tiên ở đây là gì? Bạn thực hiện trước đi. Nếu như bạn đừng nói thì bạn đã không được lên cái video này nha. Đã nói rồi, vào nhà tôi phải coi luật nhà tôi. Điều 1, tôi làm những gì tôi thích. Điều 2, nếu bạn không thích, vui lòng coi lại điều 1. Điều 3, hết và lượn đi cho nước nó trong, môi trường trong sạch. Lại còn cố quăng thêm một câu làm gì? Nếu như không đồng ý, không thích, chọn không đề xuất, không quan tâm, không ai làm phiền bạn cả. Bạn cũng không bỏ qua được, bạn nghe bạn cũng không bỏ qua được, bạn cũng phải ráng ngồi lại bạn gõ. Mà trong khi cái trình độ công nghệ không cao, gõ còn sai chính tả, cực lắm. Chứ nếu mà trình độ cao thì chỉ là mất vài giây thôi. Đằng này để gõ được câu này cũng hơi bị lâu á. Thì đâu có sung sướng gì đâu mà tại sao bạn vẫn làm? Một điều không hề liên quan đến cuộc đời của bạn. Bạn cũng vô bằng ý kiến. Trong khi người ta vô người ta phang thẳng vào cuộc đời của tôi, bạn bảo tôi đừng nói nữa. Thì đầu tiên là bạn đừng nói nữa, thì mọi chuyện nó sẽ im. Đằng này bạn vô bạn dạy người khác, tôi nói rồi. Tôi nói rất là nhiều lần rồi. Người ta nói người khác rất là dễ, nhưng không ai chịu nhìn lại bản thân mình. Tự đặt vào bản thân bạn đi. Bạn cũng đang nói kìa. Bạn đang nói một cái chuyện không hề liên quan tới bạn. Mà bạn đi dạy người khác đừng nói nữa, trong khi cái chuyện đó đang liên quan trực tiếp tới họ. Thấy nó vô lý không? Hiểu chưa? Bây giờ tôi phân tích như vậy đó, đừng có sồn sồn nha, đừng có nóng tính nha, khoan vội bực mình nha. Nghiệm lại, tua đi tua lại, nghe vài lần tôi nói đi, xong chiêm nghiệm lại, hít thở thật sâu vô, hít vô sâu thở ra, 5-10 giây sau là bạn sẽ có cái cách hành xử nó khác liền. Chứ bạn đừng có nghe quan phát là bạn sồn sồn lên là tính nào tại tật đấy hả? À. Cho nên đó hả, chỉ cần bạn nghe kỹ lời tôi nói thôi là bạn sẽ nghiệm ra rằng à, bản thân bạn đang thể hiện cho cái hành động của bạn đang chứng minh cho cái lời của bạn nói. Bớt đi dạy đời người khác đi nghe nhau nha.